Nữ chính mới nhất người ấy là ai bị lộ chuyện ít ai biết, Bright Narafat, gây náo loạn về tin sốc. Xuất hiện trong phần giới thiệu tập mới nhất người ấy là ai, Vũ Quỳnh Anh biệt danh Puan Jamie mong muốn bản thân sẽ gạt bỏ sự tự ti mặc cảm để tìm kiếm chàng trai sẵn sàng ưu tiên quan tâm mình. Hot Girl Hà Thành mang đến chương trình câu chuyện đầy sóng gió với người bạn trai cũ hơn 5 tuổi, cùng những khó khăn trong khoảng thời gian du học Mỹ. Dàn cố vấn và khán giả đều bất ngờ trước sự kiên cường của nữ chính. Được biết, Vũ Quỳnh Anh sinh năm 1997 Hà Nội, là hot girl nổi tiếng một thời. Được biết, Quỳnh Anh sang Mỹ du học từ khoảng 10 năm trước, khi mới 16 tuổi, vừa theo mong muốn của gia đình vừa là nguyện vọng của bản thân. Đến năm 2015, cô nàng trở thành hot girl nổi đình nổi đám trên mạng xã hội với gương mặt xinh xắn, nụ cười trong veo. Tại Mỹ, sau khi học xong cấp 3, Quỳnh Anh theo học ngành Biochemistry, hóa sinh học theo quyết định của ba mẹ và thấy người yêu cũ quá giỏi nên muốn thử thách bản thân. Tuy nhiên đó không phải là mong muốn hay lĩnh vực yêu thích của bản thân, nên một thời gian sau cô chuyển sang học ngành Fashion Marketing. Hiện tại Quỳnh Anh lựa chọn trở về Việt Nam và tập trung phát triển mạng sáng tạo nội dung liên quan đến lĩnh vực thời trang làm đẹp. Trước đây Quỳnh Anh từng có khoảng thời gian yêu xa trong suốt quá trình hẹn hò. Người đẹp sinh năm 1997 cho biết cả hai chỉ gặp nhau 2 lần một năm và cô luôn có cảm giác mình chưa được ưu tiên trong cuộc sống của đối phương. Trong khoảng thời gian du học ở Mỹ, cô gái Hà Nội nhiều lần khiến khán giả chú ý nhờ sở hữu cuộc sống sang chảnh, thường xuyên đến những địa điểm xa hoa. Quỳnh Anh cũng gắn liền với nhiều món đồ hàng hiệu cao cấp. Cộng đồng mạng từng trầm trồ trước hình ảnh căn hộ cao cấp được Quỳnh Anh thuê khi sinh sống ở Mỹ. Ngoài ra, nàng hot girl ngày càng táo bạo trong phong cách ăn mặc. Trên trang cá nhân, cô nhiều lần tự tin khoe vóc dáng mảnh mai thon gọn của mình. Nhờ làn da trắng sáng, Quỳnh Anh không ngại trải nghiệm đa dạng màu tóc nổi bật. Trước khi về lại với mái tóc đen, cô từng liên tục nhuộm cắt tóc để làm mới bản thân. Sở hữu cuộc sống đáng mơ ước, người đẹp sinh năm 1997 thường xuyên có những chuyến du lịch tới nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới. Với Quỳnh Anh, đi du lịch một mình là thử thách giới hạn của bản thân. Thời gian gần đây, Quỳnh Anh chuyển hẳn về Việt Nam sinh sống và làm việc. Sau 10 năm ở Mỹ, hiện cô đang làm trong lĩnh vực làm đẹp và thời trang, sở hữu 233.000 người theo dõi trên Facebook và con số này ở Instagram là 204.000. Cách đây không lâu, Quỳnh Anh khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện tại đám cưới Linda Ngô phong đạt với vị trí phù dâu. Điều này cho thấy mối quan hệ thân thiết của hot girl với cặp đôi nổi tiếng. Ngoài ra, hồi 2020, cô nàng cũng nhận về bảo like khi khoe căn hộ đi thuê xịn sò ở New York. Nổi tiếng và được đào tạo bài bản trong mảng thời trang nên phong cách của Quỳnh Anh cũng rất ấn tượng. Cô nàng từ xuất hiện với hình ảnh sang chảnh, chỉnh chu và xinh đẹp tràn người. Đến với chương trình Người ấy là ai, Quỳnh Anh được khán giả mong chờ sẽ sớm kết đôi thành công với một anh chàng độc thân. Bên cạnh đó, vừa qua trong đoạn trailer được ekip tung ra, nhan sắc nam diễn viên trong chương trình Người ấy là ai là thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả. Theo đó, anh chàng chính là nam diễn viên đình đám xứ chùa vàng Bright Narafat. Có thể thấy dù chỉ là vài khoảnh khắc được lên sóng, song anh chàng vẫn gây sốt vì vẻ ngoài chuẩn trói ca khiến cho bao chị em say đắm. Xuất hiện trong chương trình, nam diễn viên đã gửi lời chào vô cùng dễ thương đến khán giả Việt của mình. Đồng thời, nam diễn viên còn cho biết điều khiến bản thân ấn tượng khi tham gia chương trình hẹn hò đình đám chính là nhìn thấy những cô gái Việt Nam đáng yêu. Hiện tại, sự có mặt của anh trong chương trình đang gây thích thú. Được biết, Bright Narafat tham gia diễn xuất từ những năm 19 tuổi. Từ khi hoạt động nghệ thuật đến nay, anh thu hút khán giả bởi ngoại hình vô cùng ấn tượng. Trước đó, anh từng tham gia một số bộ phim đình đám như Mặt nạ tuổi tinh, Tình nồng vấn vương, Độc xà, Kẻ truyền thừa, Điên thì có sao, Bạn Thái.